7 bài tập ngực tăng độ dày, độ to chuẩn chỉnh cho nam giới tạm quên cái ghế tập đi, quên luôn cái Covid-19 đi. Cứ ở nhà chăm chỉ tập 8 bài tập ngực, bảo đảm chẳng lâu sau anh em có ngực đẹp cắt nét hoàn hảo luôn. Tập ngực cùng ghế tập là một trong những phương pháp ngực phổ biến, hiệu quả và được rất nhiều anh em ưu tiên chọn. Tuy nhiên việc lạm dụng ghế tập có thể gây căng cơ Delta, gây đau cho những người bị chấn thương vai. Nếu anh em đang tìm cách phát triển cơ ngực không gây căng vai quá mức hoặc đơn giản vì chọn giải pháp tập ngực thay thế thay vì đợi máy tập thì vào bài thôi. Thực hiện 7 bài tập ngực sau đây để phát triển cơ ngực từ mọi góc độ khác nhau. Thăng một len my press là một động tác đơn giản nhưng nhắm chủ yếu vào phần trên của cơ ngực. Để thực hiện bài tập này, hãy đặt một thanh tạ Olympic tiêu chuẩn ở góc thêm khối lượng phù hợp vào đầu đối diện của thanh tạ. Dùng một tay nắm lấy đầu tạ và từ vị trí đứng đẩy thanh lên trên động tác sẽ nhấn mạnh hơn vào việc phát triển phần trên của ngực thăng hai đít đít là bài tập ngực cơ bản nhưng có hiệu quả cao. Không cần đến phòng tập chỉ cần công viên hay một nơi có máy tập gần nhất. Nắm thiết bị bằng cả hai tay, đứng xa máy hơn một chút so với cách nhúng truy xét đít thông thường. Tập trung nghiêng người xuống dưới thay vì thẳng đứng để cơ ngực hoạt động hoàn toàn. Tất cả các phần của cơ bách sẽ được kích hoạt khi thực hiện bài tập thang ba cable crossover điều đặc biệt của cable crossover so với các bài tập ngực khác là chúng có thể thực hiện với nhiều biến thể khác nhau để tác động lên cơ ngực từ nhiều góc độ khác nhau đặt dây cáp ở vị trí thẳng đứng để tập trung vào phát triển ngực trên hoặc đặt chúng gần mặt đất để phát triển ngực dưới sự khác biệt giữa cable crossover và standard fly là phần cuối của chuyển động đối với cable crossover Đưa hai cánh tay về phía nhau tạo thành hình chữ X ở cuối mỗi rep để kích thích phần bên trong của ngực thăng 4 push up có lẽ là bài tập bodyweight cơ bản nhất anh em có thể đoán được rồi. Chống đẩy được sử dụng như một tiêu chuẩn cho thể lực tổng thể trong môi trường quân nhân, quân đội. Kết hợp push up cùng medicine ball hoặc nâng cao chân bằng cách đặt chân lên các bậc để đánh vào các phần khác nhau của ngực. Bắt đầu với cánh tay chỉ rộng hơn chiều rộng vai một chút và đi xuống cho đến khi cơ tam đầu song song với mặt đất. Thằng năm floor press nếu anh em đang vấp phải plateau, hiện tượng cơ bắp phát triển chững lại sau một khoảng thời gian đầu tập luyện và tăng cơ nhanh chóng thì floor press là một cách để phá vỡ hoàn toàn giao. Cản đó, đơn giản chỉ cần nằm ngửa trên sàn và nâng tạ đòn lên cao, sau đó hạ tạ xuống tương tự như động tác bench press thông thường. Sự khác biệt chính ở đây là sự lặp lại kết thúc khi cơ tam đầu chạm sàn. Khóa tay là điểm yếu của anh em, đây là bài tập khắc phục hiệu quả. Thang 6 pec fly machine một trong những máy tập ngực lâu đời nhất nhưng hiệu quả nhất trong các phòng tập trên toàn thế giới là pec fly machine. Sử dụng động tác này như một động tác phụ để tập trung vào việc đánh cơ pecs từ mọi góc độ. Trong khi thực hiện biến thể pec này, hãy cố gắng tập không quá nặng và thay vào đó, hãy tập trung vào việc tạo kết nối tâm trí và cơ bắp. Ép ngực vào giữa chuyển động để thực sự kích hoạt phần bên trong của ngực. Một biến thể khác của động tác là thay vì tập với hai tay, anh em thực hiện động tác nhưng với từng tay một thăng bầy servant press. Servant press là một động tác sử dụng tạ đĩa, không phải tạ tay như những bài tập thông thường. Từ tư thế đứng, giữ một tạ đĩa nặng 20kg hoặc hai đĩa 10kg để có phạm vi chuyển động lớn hơn, ngang với ngực và bắt đầu đẩy tạ ra phía ngoài bằng hai tay, đồng thời siết chặt cơ ngực. Từ từ đưa tạ trở lại ngực và lặp lại động tác. Servant press tập trung nhiều vào việc tạo độ nét ở phần bên trong của cơ bách. Chúc anh em thành công nhé!